thiếu niên 13 tuổi ở Đà Nẵng bị chém tử vong giữa đường. Hai nhóm thanh niên xảy ra mâu thuẫn tại quán cà phê dẫn đến đánh nhau. Trong lúc bỏ chạy, một thiếu niên 13 tuổi bị nhóm người chém tử vong tại chỗ. Chiều ngày 12 tháng 11, thông tin từ Công an quận Cẩm Lệ, thành phố Đà Nẵng cho biết, đơn vị đang phối hợp với các lực lượng liên quan khám nghiệm hiện trường, điều tra vụ án mạng xảy ra trên địa bàn. Thông tin ban đầu, khoảng 15 giờ 50 phút chiều cùng ngày, tại quán cà phê ở ngã tư đường Yên Thế, Nguyễn Đình Tứ, phường Hòa An, quận Cẩm Lệ, hai nhóm thanh niên xảy ra mâu thuẫn, đánh nhau. Lúc này, do bị đánh nên em NTD, sinh năm 2008, trú phường Hòa Khánh Nam, quận Liên Chiểu, thành phố Đà Nẵng, đã bỏ chạy. Tuy nhiên, khi ra đến đường, D bị ba người trong nhóm đối phương đuổi kịp và dùng dao chém tử vong tại chỗ. Các đối tượng gây án lập tức bỏ trốn khỏi hiện trường. Sau khi xảy ra vụ việc, các đối tượng đã đồng loạt bỏ trốn khỏi hiện trường. Công an quận Cẩm Lệ lập tức có mặt điều tra nguyên nhân vụ án và đang truy bắt những người liên quan. Nhận tin báo, cảnh sát có mặt điều tra nguyên nhân vụ án, đồng thời truy bắt những người liên quan.